mệt mỏi quá đi. Bạn Sim, làm gì mà mặt buồn hiu vậy? Người ta nói ăn được ngủ được là tiên, còn mình ăn không được chán lắm luôn á. Tại sao bạn ăn không được vậy? Bởi vì quả sim ăn thấy khẩu vị không có ngon nữa, đúng không? Chẳng biết sao, em có cảm giác ăn gì cũng không ngon miệng. Thấy đồ ăn là sợ, không muốn ăn. Đây, bánh bò thơm phức, bạn Sim ăn đi, bảo đảm ngon lắm á. Không ngon gì hết. Thôi, Sim không ăn đâu, chán lắm. Quả Sim, em có bị áp lực hay là bị căng thẳng cái gì không? Bởi vì khi mà mình căng thẳng thì cái hệ tiêu hóa của mình sẽ giảm đi, thành ra mình sẽ bị chán ăn đó. Em không biết nữa. Giờ em chỉ muốn uống nước thay cơm thôi. À, chị biết rồi. Chị biết thủ phạm chính khiến cho quả sim chán ăn, đó chính là trời nắng nóng oi bức làm cho con người của mình cảm thấy nóng nảy, uể oải, mệt mỏi. Thì thành ra là cái khẩu vị của mình sẽ không còn thấy ngon nữa, rồi mình sẽ cảm thấy chán ăn, có đúng không? Em ăn món gì cũng thấy nhạt nhẽo hết, không có ngon. Ăn không có được, làm em mệt mỏi, không còn sức sống luôn. Ăn không ngon miệng, chán ăn sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị suy dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến sức khỏe của chúng ta luôn. Cho nên không được. Bây giờ em hãy đi cùng với chị tới nhà doctor khỏe để nhờ doctor khỏe giúp đỡ nha. Có doctor khỏe đây. Chào Dân Trang và hai bạn nhỏ. Chuyện gì mà làm cho Dân Trang lo lắng quá vậy? Hay quá, vừa mới nhắc doctor khỏe thôi, doctor khỏe đã tới đây rồi. Doctor khỏe ơi, em xin bị chán ăn, doctor khỏe có cách nào để giúp cho em ấy cải thiện cái khẩu vị để có thể ăn ngon hơn được không? Trước tiên Sim phải nghỉ ngơi, thư giãn. Quả xấu, con lấy nước sáu ngâm đường phèn, mời mọi người uống giải nhiệt nè. Dạ, quả Sim uống nước sáu cho khỏe nè. Cảm ơn bạn Sáu nha, chua chua ngọt ngọt đã khét, làm Sim đói bụng quá à. Quả Sim mau ăn bánh đi. Bánh ngon quá đi. À, trong đông y thì sấu là một loại quả có tính mát nè, có vị hơi chua nhẹ, cho nên sẽ là kích thích cái vị giác của mình, làm tăng cái cảm giác ngon miệng hơn. Thì thành ra từ đó mình sẽ không chán ăn và ăn cảm thấy ngon hơn rất là nhiều. Vì trong em có protein, axit hữu cơ, glucid, kích thích sự thèm ăn, phosphor, canxi, sắt, vitamin C, tăng cường sức đề kháng, tăng cường trao đổi chất, vận chuyển năng lượng, giúp cơ thể hấp thụ các vitamin và khoáng chất. Axit citric, axit nitric chống oxy hóa, làm sạch đường ruột, loại bỏ các độc tố, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp đẩy lùi căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hấp thụ thức ăn, tăng cảm giác thèm ăn và ăn nhiều hơn. Khi mà sấu còn xanh thì chúng ta có thể làm những món ăn kết hợp cùng với thịt nạc băm, canh sườn chua nè, canh thịt bò, canh cá hoặc là ôm cùng với thịt vịt. Wow, những món ăn rất là ngon miệng và rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Giới thiệu món sấu dầm với gừng, đường, ớt và chút nước mắm ngon sẽ kích thích vị giác, làm bữa ăn ngon miệng hơn, đồng thời lại có tác dụng tiêu thực. Lưu ý nha! Những người mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng và khi đang đói không nên dùng sấu. Trẻ dưới 12 tháng tuổi cũng nên hạn chế. Sấu ngâm đường uống nhiều và trong nhiều ngày có thể gây tăng đường huyết, béo phì, tim mạch, v.v. Phải giữ cho tinh thần của mình luôn được thoải mái, không được căng thẳng, phải không được thức khuya nha. Phải có chế độ nghỉ ngơi, hợp lý nè và không được làm việc quá sức. Dạ, em ghi nhớ kỹ rồi. Em rất lạc quan và vui vẻ khi có bạn quả sáu luôn đồng hành cùng em. Vậy là thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.